Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Mới đây, Honda Civic 2022 đã ra mắt thêm dòng hatchback sau khi ra mắt mẫu sedan tại tháng 5 vừa qua. Hiện tại thì chưa có thông tin chính xác về mức giá bán cũng như liệu mẫu xe này có ra mắt tại Việt Nam hay không. Theo một số nguồn tin cho thấy phiên bản này sẽ được công bố giá chính thức vào đầu năm 2022. Honda Civic Hatchback 2022 ngoại thất có sự thay đổi so với phiên bản sedan. Phần đầu xe cụ thể phần lưới tản nhiệt được tạo hình lưới tổ ong, cụm đèn LED hình chữ L được vuốt dài hướng về phía logo. Một điểm nhỏ khác là đèn xi nhan cũng đã được tích hợp với cụm đèn chiếu sáng, nhìn tổng thể có sự liền mạch. Hốc đèn sương mù có ốp trang trí. Đuôi xe là sự thay đổi lớn nhất khi cụm đèn hậu bỏ đi thiết kế chữ C to nổi khối, tạo vẻ hầm hố cho phần đuôi. Tuy nhiên thì bộ khuếch tán trên mẫu hatchback đã thể thao hơn so với phiên bản sedan, cánh gió đuôi xe cũng được vuốt mềm mại hơn. Bên cạnh đó, ống xả kép mạ chrome tạo vẻ thể thao cho xe, nhìn tổng thể phần đuôi dễ dàng phân biệt so với phiên bản sedan của Civic 2022. Nhìn sang phần thân xe thun dài, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 35mm so với sedan, nhưng chiều dài ngắn hơn 124mm. Có thể thấy rằng Honda đang hướng tới tệp khách hàng trung và phổ thông hơn, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau, phục vụ nhu cầu gia đình tốt. Nhà sản xuất Nhật Bản cũng đang dần nhận ra vấn đề của mình sau một thời gian thu hẹp tệp khách hàng của mình. Honda cũng tham vọng cạnh tranh với các tên tuổi khác trên thị trường, cụ thể tại thị trường Việt Nam là mẫu xe Mazda 3. Về vận hành, Honda Civic 2022 có tới 2 phiên bản tùy chọn động cơ. Với 2 phiên bản LX và Sport, sử dụng động cơ 2.0 lít hút khí tự nhiên, công suất 158 mã lực, mô men xoắn cực đại 187 Nm. Bản XL hoặc Sport Touring được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít, công suất 180 mã lực, mô men xoắn 240 Nm. Lựa chọn hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp. Trên hai phiên bản Sport và Sport Touring, vô lăng sẽ có thêm lễ chuyển số. Theo nhà sản xuất thì khung gầm của phiên bản này đã cứng hơn 19% so với trước và cách âm cũng được cải thiện. Khoang nội thất của Honda Civic Hatchback 2022 sử dụng thiết kế mới giống các mẫu xe gần đây của hãng. Vô lăng 3 chấu, bản đồng hồ kỹ thuật số trước mặt người lái 10.2 inch cho phiên bản cao cấp nhất. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây và hệ thống 12 loa Bose. Cửa gió điều hòa dạng lưới tổ ong được đặt ngang với thiết kế liền mạch tạo cảm giác chiều ngang xe rộng hơn. Phần ghế ngồi cũng được tinh chỉnh giúp người dùng thoải mái hơn trong những chuyến đường dài. Theo các nguồn tin cho thấy mẫu xe này sẽ được sản xuất từ cuối năm nay tại các nhà máy của Honda ở Mỹ. Giá bán cũng sẽ được công bố vào đầu năm 2022. Bên cạnh đó thì theo nhiều nguồn tin cho biết thị trường Thái Lan đang dục dịch chuẩn bị ra mắt mẫu Honda Civic 2022 phiên bản sedan trong tháng 7 tới và sau đó sẽ được đưa vào lắp ráp nội địa. Thông số cụ thể của mẫu xe này thì chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên thì có thể thấy rằng Honda vẫn sẽ sử dụng động cơ 1.5 lít tăng áp. Nếu đúng với dự kiến mẫu xe này được ra mắt tại Thái Lan vào tháng 7 thì rõ ràng Honda Civic 2022 phiên bản sedan sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng cuối năm. Nhìn tổng quan thị trường phân khúc sedan hạng C, các đối thủ tại thị trường Việt Nam như Kia Seato đang đứng đầu doanh số, hay Mazda 3, Hyundai Elantra hay Toyota Altis. Honda Civic 2022 có lợi thế trước các đối thủ khác hay không phụ thuộc nhiều vào giá bán cũng như là lượng trang bị theo xe khi mở bán. Còn với phiên bản hatchback tại thị trường Việt Nam thì hiện tại có Mazda 3 đang bán song song cả phiên bản sedan. Như vậy có thể thấy nếu mẫu xe này được đưa về sẽ có mức giá bán cao và rất khó cạnh tranh với các đối thủ. Trước đây hãng xe Nhật đã từng đưa mẫu xe ra về Việt Nam, một phiên bản hatchback của Honda City nhưng chưa được người dùng đón nhận và mẫu xe này cũng đã dừng nhập về nước ta. Vậy thì rất khó để Honda đưa phiên bản Civic 2022 hatchback về Việt Nam. Quý vị nghĩ sao về chiếc Honda Civic 2022 phiên bản hatchback này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Quý vị có mong chờ gì về mức giá bán cũng như các option theo xe và liệu mẫu xe này có được đưa về Việt Nam hay không? Đừng quên like, share, subscribe, ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại!